và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quen thân tình. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi, đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần dòng chơi. Vâng ạ, xin chào mừng MC Minh Tú đến từ Hà Nội, đồng hành người đồng hành cùng chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Xin một tràng pháo tay cho MC Minh Tú ạ. Một tràng pháo tay lớn hơn không ạ? Cho nhà thơ Hoàng Anh gửi lời chào đến toàn thể quý vị bà con các bác tại thị xã Bỉm Sơn, thành phố Thanh Hóa ngày hôm nay. Từ đầu chương trình đến bây giờ chúng ta có thấy vui không ạ? Có phấn khởi không ạ? Hỏi nhỏ một chút là ở đây ăn cơm hết chưa ạ? Ăn hết rồi, sức khỏe đầy đủ không ạ? Đầy đủ để chúng ta cùng nhau đồng hành trong buổi tối ngày hôm nay với rất nhiều những nội dung quan trọng và đặc biệt là phần bốc thăm may mắn. Chúng ta sẵn sàng chưa? Vâng, rất tuyệt vời. Kính thưa quý vị bà con các bác, vậy là hai ngày trôi qua thật là nhanh. Hôm qua và hôm nay là hai ngày trong chuỗi sự kiện nhằm tri ân nhân dịp khai trương cơ sở số 4 thuộc hệ thống của nhà thất Hoàng Anh tại tại Bỉm Sơn, Thanh Hóa. Và trong hai ngày vừa qua thì chúng tôi cũng rất là may mắn khi được đón tiếp trên 1.000 quý vị bà con cô bác đã đến để sử dụng các dịch vụ thăm khám miễn phí cũng như là bốc thăm rất nhiều những phần thưởng đã được ban tổ chức chuẩn bị sẵn và tìm ra chủ nhân rồi. Và đặc biệt là chương trình buổi tối ngày hôm nay, một đêm gala mà chúng tôi hay dùng một từ đó là một siêu sự kiện, đúng không ạ? Tôi nghĩ là cũng rất lâu rồi thì Bỉm Sơn của chúng ta mới có một sự kiện mà tập trung được đông đảo quý vị bà con cô bác như thế này. Và không khí đã rất nóng lên rồi, không khí đã nóng lên không phải bởi vì ca sĩ, không phải bởi vì những tiết mục, mà không khí nóng lên bởi chính sự hiện diện của tất cả quý vị bà con cô bác. Chúng ta dành cho chính mình một tràng pháo tay lớn được không ạ? Kính thưa quý vị bà con cô bác, năm 2024 cũng là năm đánh dấu một chặng đường 22 năm ra đời, hình thành, tồn tại và phát triển của nhà thơ Hoàng Anh. Và trong phong thủy một chút ạ, con số 22 chúng ta thường dịch là gì ạ? Là gì ạ? Ai mà hay đi bốc biển số xe là 22 thì dịch là gì ạ? Là mãi mãi. Và 22 này cũng là một lời chúc dành tặng cho nhà thơ Hoàng Anh sẽ mãi mãi trường tồn để là một người đồng hành cùng với tất cả quý vị bà con cô bác và sẽ ngày càng phát triển. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đại diện của nhà thơ Hoàng Anh cũng đã có sự hiện diện ở phía trên sân khấu ở đây để gửi lời chào đến toàn thể quý vị bà con cô bác. Tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện đại diện của nhà thơ Hoàng Anh, chị Phạm Thị Hoàng Anh. Vâng, và đồng hành cùng với chị Hoàng Anh không thể là một ai khác, đó chính là phu quân anh Nguyễn Hữu Thành. Có một trái tay lớn được không ạ? Vâng ạ. Quý vị có thể thấy là từ đầu chương trình bây giờ anh chị chắc chắn là những người mà cười nhiều nhất đúng không ạ? Vui đúng không ạ? Bởi vì sự hiện diện đầy đủ của bà con ở đây đã mang lại không khí vô cùng là sôi động rồi. Và chắc chắn là trong cái không khí sôi động như thế này thì chị Hoàng Anh cũng như là đại diện cho hệ thống nhà thức Hoàng Anh cũng sẽ mong muốn gửi những lời tri ân, gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị bà con cô bác. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian nữa, xin được trân trọng kính mời chị Hoàng Anh sẽ đại diện cho hệ thống nhà thức của chúng ta gửi đôi lời đến toàn thể quý vị bà con cô bác. Trân trọng kính mời chị. Hoàng Anh xin gửi tới bà con cô bác Bắc Sơn và Bỉm Sơn lời chào trân trọng nhất. Hoàng Anh là một người con Bỉm Sơn và với 22 năm thành lập của nhà thuốc Hoàng Anh thì Hoàng Anh rất là cảm ơn sự đồng hành của quý vị khách hàng trong suốt quá trình phát triển của nhà thuốc Hoàng Anh. Và đến ngày hôm nay thì Hoàng Anh đã có chuỗi nhà thuốc Hoàng Anh là 4 cơ sở nằm ở rải rác ở Bỉm Sơn và Nga Sơn. Đây là một thành công không nhỏ nhưng cũng là một điều mà Hoàng Anh mong muốn và gửi lời cảm ơn tới quý khách hàng của mình đã đồng hành. Và cùng với sự thành công này chính là tình yêu thương của quý vị dành cho nhà thuốc Hoàng Anh bấy lâu nay ạ. Hoàng Anh thật là hạnh phúc và vinh dự khi được đứng ở đây để gửi lời cảm ơn tới quý vị khách hàng trong suốt chuỗi tri ân khách hàng của nhà thuốc Hoàng Anh, từ nhà thuốc số 1, số 2, số 3 và đến bây giờ là khai trương nhà thuốc số 4. Hoàng Anh đã gửi tới quý khách hàng những tình cảm bằng những phần quà, những chương trình tri ân và những chương trình thăm khám miễn phí dành cho bà con ở vùng ở cơ sở 1 thì ở Bắc Ba Đình, cơ sở 2 ở Nga Sơn và cơ sở 3 ở phường Lam Sơn. Và bây giờ Hoàng Anh sẽ dành những tình cảm yêu thương nhất cho Bắc Sơn ạ. Và
thì trong chuỗi sự kiện của nhà thu Hoàng Anh đã diễn ra sẽ không tránh khỏi những điều sai sót. Hoàng Anh xin rất là mong quý khách hàng thông cảm và xin quý khách hàng hãy dành cho Hoàng Anh những tình cảm yêu thương nhất, thông cảm và chia sẻ để Hoàng Anh hoàn thiện hơn, phục vụ tốt hơn, chăm sóc bà con mỗi ngày được chuyên nghiệp hơn, đạt chuẩn GPP và chăm sóc sức khỏe bà con được chuyên nghiệp hơn, để bà con có một cái sức khỏe tốt và chăm sóc toàn bộ hệ thống của nhà thuốc Hoàng Anh, những dược sĩ chuyên nghiệp nhất để mang tới những dịch vụ chăm sóc chuyên nghiệp nhất, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Và rất mong những sự góp ý của bà con dành cho hệ thống nhà thuốc Hoàng Anh để hệ thống nhà thuốc Hoàng Anh phát triển hơn, trường tồn hơn và vững mạnh hơn ạ. Xin gửi tới quý khách hàng, quý bà con có mặt tại buổi gala dinner ngày hôm nay, lời chúc sức khỏe, lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng, thành công và hạnh phúc. Và đầu tiên chúng ta sẽ đến với 20 giải khuyến khích. Thế thì cho phép Minh Tú được nhờ những cánh tay của quý vị ở phía bên dưới đi. Và yên tâm một điều là chúng ta hỗ trợ ban tổ chức thì chúng ta cũng sẽ có gì ạ? Có quà chứ, đúng không ạ? Vâng. Con mời cô đi, con mời cô tiến lên sân khấu đi. Mời cô tiến lên sân khấu. Mời cô. Dạ. Không biết là quý vị ở đây như thế nào thì vâng ạ, cô hãy giới thiệu một chút về bản thân, cô tên là gì và cô đến từ đâu ạ? Tên là Bùi Thị Biển đấy. Vâng, mời cô hãy lựa chọn ra 5 lá thăm may mắn cho 5 giải khuyến khích đầu tiên. Mỗi giải là một chiếc bình đun nước siêu tốc. Vâng ạ. Thiếu. Từ từ ạ, con nhờ cô nhá, con nhờ cô. Cô đảo thật kỹ đi ạ, cô đảo thật kỹ lên, đảo thật kỹ lên. Dạ, cô đảo thật kỹ lên. Cô ngửa mặt lên trời, cô đảo cho yên tâm đi. Hôm bà con cô bác lại bảo là tí hí mắt lươn, không biết thế nào một lần đúng không ạ? Dạ. Đảo thế được chưa ạ? Rồi, đã được rồi. Vâng, cô lựa chọn dùng con 5 lá phiếu. Mỗi lần một cái đi ạ. Cô lấy bên trái, lấy bên phải, lấy ở trung lộ, lấy ở cánh đều được. Cô lấy thêm đi ạ. 1 ạ. 2. 3. 4. 5. Vâng ạ. Giờ xin mời bộ phận âm thanh cho tôi xin một âm thanh của lúc 18:30 hàng ngày được không ạ? Vâng, âm thanh 18:30 hàng ngày ạ. Vâng, chắc là anh âm thanh hiểu ý tôi ạ. Dạ. Vâng, một phần quà dành tặng cho cô Biển được không ạ? Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn cô đã hỗ trợ ban tổ chức lựa chọn ra 5 lá phiếu đầu tiên. Và một phần quà dành tặng cho cô. Như đã nói, hỗ trợ ban tổ chức là sẽ có gì ạ? Sẽ có quà. Vâng, mời cô về di chuyển về vị trí của mình ạ. Dạ, cảm ơn cô rất nhiều. Nhạc lên rồi. Cũng là lúc chúng ta tìm ra chủ nhân đầu tiên của giải khuyến trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Một quý vị khách hàng nữ ở khu 10 Bắc Sơn, tên là Nguyễn Thị Minh. Vâng ạ, xin mời bà con cô bác và cô phận ban tổ chức tinh mắt nhìn dùm tôi xem cô Nguyễn Thị Minh này. Không biết là cô anh chị Nguyễn Thị Minh này có mặt ở đây không ạ? Tạm thời chúng ta sẽ để lá phiếu này tại đây. Chưa thấy cô Nguyễn Thị Minh di chuyển đến sân khấu. Chúng ta sẽ đến với lá phiếu số 2 là cô hoặc chị Lê Thị Ngân ở khu 6 Bắc Sơn ạ. Số điện thoại đuôi là 350. Vâng, đang di chuyển lên phía trên này. Đây rồi, hai gương mặt rồi. Vâng, xin mời ban tổ chức hãy hỗ trợ tôi để kiểm tra thông tin. Vâng, giải khuyến khích số 3 cho chương trình ngày hôm nay. Trong buổi bốc đầu tiên, xin mời cô chị Đoàn Thị Tài, khu phố 9, phường Bắc Sơn. Số điện thoại đuôi là 526 ạ. Xin nhắc lại, cô chị Đoàn Thị Đài ở khu phố 9, phường Bắc Sơn với số điện thoại đuôi là 526, các bạn ở đây không ạ? Vâng, nếu cô có ở đây hãy di chuyển lên sân khấu ạ, các bạn có rồi. Lá thăm thứ tư trong lượt bắt đầu tiên xin được sướng tên cô Đặng Thị Hoan ở khu 6 Bắc Sơn, số điện thoại đuôi là 165 ạ. Xin nhắc lại, cô Đặng Thị Hoan, số điện thoại đuôi 165 ở khu 6 Bắc Sơn. Và chúng ta đến với lá thăm thứ 5 trong lượt bốc thăm đầu tiên. Cô chị Phạm Thị Huệ ở khu 10 Ngọc Trạo,
Số điện thoại đuôi là 918. Xin nhắc lại cô Phạm hoặc là chị Phạm Thị Huệ. Số điện thoại đuôi 918 ở khu 10 Ngọc Trạo. Vâng, xin nhắc lại một lần nữa, nếu như chúng ta thấy là thông tin giống với mình rồi thì hãy cầm cái liên mà chúng ta giữ lại sau khi được ban tổ chức cho phiếu vào hòm ạ. Và ban tổ chức sẽ check rất kỹ để đảm bảo gì ạ? Công bằng và minh bạch. Và xin nhắc lại, nếu như sau khoảng thời gian mà chúng ta đối chiếu mà không tìm thấy chủ nhân thì chúng ta sẽ gì ạ? Bốc lại các lá thăm đó. Hiện tại ở phía trên sân khấu đã có 3 người, có 3 quý vị khách hàng không con đang đi làm đã xác minh đúng thông tin rồi, yên tâm các bạn rồi, đúng không ạ? À vâng ạ, vậy là xong màn check va, đúng không ạ? Check va, tổ công tác tại chỗ đã kiểm chứng đúng thông tin của 5 người rồi. Và phần thưởng là 5 bình đun nước siêu tốc. Và ban tổ chức cũng rất hân hoan được trao 5 phần quà đầu tiên, 5 giải khuyến khích đầu tiên. Chụp ảnh lưu niệm cùng với các quý vị khách hàng may mắn đầu tiên cho chương trình buổi tối ngày hôm nay. Thank you.
buổi tối ngày hôm nay trong lần top thứ hai trong hạng mục. Vâng ạ, xin lưu ý một lần nữa, chúng ta hãy mang phiếu của mình lên phía trên sân khấu nhé, để chúng ta tổ chức đối chiếu. Vâng, nếu mà quên ở nhà thì khả năng cao là phải nhường cho người khác đấy ạ. Chúng ta check vào thật kỹ, đảm bảo công bằng minh bạch đúng không ạ? Lá thăm thứ tư trong lần top thứ hai xin được sướng tên quý vị khách hàng Lê Thị Lý, đuôi 618 ở khu 4 Lam Sơn, Bình Sơn. Xin nhắc lại, Lê Thị Lý, đuôi 618, khu 4 Lam Sơn, Bình Sơn. Vâng, trộm vía nãy giờ tôi chưa phải bốc lại phát nào. Ai sau khi check va thì cũng vừa đúng thông tin cả. Vâng. Lá thăm cuối cùng trong lần top thứ hai trong chương trình buổi tối ngày hôm nay dành cho hạng mục giải khuyến khích. Quý vị khách hàng Lê Thị Lý, đuôi số điện thoại 380, khu 10 Bắc Sơn ạ. Khách hàng Lê Thị Lý, đuôi số điện thoại 380, khu 10 Bắc Sơn ạ. Vâng ạ, vậy là chúng ta cũng đã tìm ra thành công chủ nhân của 5 phần thưởng giải khuyến khích tiếp theo trong lần top thứ 2 trong chương trình của tối ngày hôm nay. Và sẽ mang về cho mình ngay lập tức một bình đun nước siêu tốc rất tuyệt vời, chất lượng đến từ thương hiệu cúc của Hàn Quốc rồi. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều. Một bình đun nước siêu tốc rất tiện lợi, chúng ta có thể vừa đun nước có thể pha trà luôn ở đây ạ. Dạ. Vâng ạ, xin mời quay trở lại sân khấu chị Hoàng Anh. Vâng ạ, nụ cười rạng rỡ của chị đã mang lại sự may mắn cho 5 quý vị khách hàng trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vâng ạ, chúng ta đã đi được nửa chặng đường của giải khuyến khích rồi. Đã hai quý vị khách hàng hỗ trợ rất thành công cho lần bốc thăm đúng không ạ? Không ai phải quay lại cả, đều tìm được chủ nhân rồi. Bây giờ tôi mong muốn là một em thiếu nhi đi, một em thiếu nhi đi. Thôi, con trai, nhỏ người mà dơ rất cao. Vâng, dơ cao hơn cả Hoàng Dừa rồi. Vâng, và những nước, những công ty rất vũ bão tiến lên sân khấu. Vâng, nào đây, nào mạnh đấy. Con quấy từ trái sang phải, từ phải sang trái rồi chú, đúng rồi. Đảo như kiểu mẹ con ở nhà mà sang lạc ấy. Đấy, đảo như thế là ok, đúng không ạ? Thế là tương bừng rồi. Rồi, con lấy cho chú nào. Một phiếu, rồi. Hai phiếu. Ba phiếu. Bốn phiếu. Và phiếu số 5, rất tuyệt vời. Một chàng trai có thể nói là tí hon của chúng ta đúng không ạ? Nhưng mà bốc rất quyết đoán. Và một phần thưởng dành tặng cho con, rất tuyệt vời. Chúc mừng con. Vâng ạ, chúng ta đến với lá phiếu đầu tiên trong lần bốc thứ 3 của giải khuyến khích. Xin được chúc mừng quý vị khách hàng Lê Thị Thanh, số điện thoại đuôi 967 ở khu 5 Bắc Sơn ạ. Xin nhắc lại, khách hàng Lê Thị Thanh, đuôi 967 ở khu 5 Bắc Sơn ạ. Đuôi số điện thoại là 967. Vâng ạ, có vẻ là bà con cô bác hôm nay là có phiếu là ai cũng đi đúng không ạ? Nhìn hàng xóm có phiếu đi mà mình không đi là kém miếng khó chịu, cho nên là trộm vía là tìm được hết. Chúng ta xin được chúc mừng khách hàng Phạm Thị Hương, đuôi điện thoại là 077 ở tổ 108 đội Trấn Nam Sơn. Xin nhắc lại, khách hàng Phạm Thị Hương, đuôi điện thoại 077 tổ 108 đội Trấn Nam Sơn ạ. Và hai trường hợp vừa rồi là ok chưa ạ? Lá phiếu thứ ba trong lượt bốc thứ ba của giải khuyến khích xin được chúc mừng quý vị khách hàng Nguyễn Thị Yến, số điện thoại đuôi 955 ở khu 10 Bắc Sơn ạ. Xin được chúc mừng và mời sân khấu khách hàng Nguyễn Thị Yến, số điện thoại đuôi 955 ở khu 10 Bắc Sơn ạ. Chúng ta đến với lá phiếu thứ tư trong lần bốc thứ ba. Xin phép cho Tú được sướng tên, không biết là có chính xác 100% của chữ đây, khó đọc. Khách hàng Lê Sĩ Sương ạ. Quý vị khách hàng Lê Sĩ Sương.
Dương ở khu 9 Bắc Sơn, Bỉm Sơn, số điện thoại đuôi 546. Đuôi số dài 764 ở khu 4 Bắc Sơn, Bỉm Sơn ạ. Xin mời khách hàng Phạm Thị Phượng, đuôi điện thoại là 764 ở khu 4 phường Bắc Sơn, Bỉm Sơn ạ. Được xuất trình một phiếu thôi, bởi vì phiếu kia nữa đâu chúng ta trúng giải lớn hơn nữa thì sao, đúng không ạ? Dạ vâng, rất tuyệt vời. Có lẽ lần này là xin được mời anh Thanh ạ. Anh Thanh đại diện cho nhà xuất bản ngay, anh tiến lên sân khấu. Vâng, vâng, xin mời anh trao những phần quà này gửi tặng cho các khách hàng. Vâng ạ, xin toàn thể quý vị, bà con, các bác hãy dành một tràng vỗ thật lớn dành tặng cho 5 quý vị khách hàng may mắn tiếp theo trúng giải khuyến khích trong chương trình buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Vâng, rất tuyệt vời. Xin được cảm ơn trong những ngày qua các bà, các ông, các cô, các chú đã đến với cơ sở số 4 của nhà thương Hoàng Anh. Vâng, bên cạnh chúng ta được thăm khám miễn phí này, chúng ta đã có thăm trúng thưởng trong 2 ngày này, và ngay buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại có thêm một phần quà nữa mang về, vâng, rất là tuyệt vời. Vâng ạ, vậy là 15 phần quà đầu tiên trong số 20 phần quà của giải khuyến khích cũng đã tìm được chủ nhân rồi. Ai ở phía bên này là chưa có quà ạ? Ở phía bên kia ai chưa có quà ạ? Nhiều phép nhỉ? Có lẽ là bây giờ sẽ dành cho một quý vị khách hàng ở bên kia sang bàn hỗ trợ ban tổ chức được không ạ? Vâng, xin mời bạn áo hồng một giờ. Bạn áo hồng, vâng, xin mời bạn đến bên này. Dạ. Vâng ạ, chúng ta rất công bằng ạ, kể cả người hỗ trợ ban tổ chức cũng phải công bằng, đúng không ạ? Hai đầu và hai bờ thương nhớ đều như nhau, rất tuyệt vời. Xin mời, xin mời, xin mời bạn. Bạn hãy ngoái thật kỹ nha, ngoái thật kỹ, dạ vâng. Đúng rồi, ngoái thế chứ, ở nhà ngoái cháo lên đây là khê hết cháo này. Ở nhà ngoái hơi dở. À, nhà có máy ngoái ạ, hiện đại quá. Rồi, bạn lấy bên này một phiếu, bên kia một phiếu, đảo tứ lung tung cho mình. Rồi, lấy một phiếu đi, rồi, một, hai, ba cái nữa, ba, bốn, năm. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn tên là gì nhỉ? Bạn Lương. Vâng, cảm ơn bạn Lương và một phần quà dành tặng cho bạn Lương. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình Gala ngày hôm nay và hỗ trợ rất nhiệt tình cho ban tổ chức và một phần quà dành tặng cho bạn. Vâng, vậy là năm chủ nhân tiếp theo của giải khuyến khích, năm chủ nhân cuối cùng của giải khuyến khích thì cũng đã tìm và đã thăm may mắn rồi. Xin được chúc mừng cho khách hàng Vũ Thị Hạnh, số điện thoại 203 ở khu phố 3 Bắc Sơn, Bình Sơn ạ. Xin nhắc lại khách hàng Vũ Thị Hạnh, số điện thoại đuôi 0203 ở khu phố 3 Bắc Sơn ạ. Vâng, một quý vị khách hàng đã nghe chứng tên và phi từ dưới lên như một cơn gió, đúng không ạ? Xin được chúc mừng quý vị khách hàng Lê Thị Thu Thanh, là một cái tên rất hay, đúng không ạ? Số điện thoại đuôi là 326 ở Ba Đình, Bỉm Sơn ạ. Khách hàng Lê Thị Thu Thanh, số điện thoại đuôi 326 ở Ba Đình, Bỉm Sơn ạ. Lá thăm thứ 3 trong lượt bốc cuối cùng của giải khuyến khích, xin được chúc mừng quý vị khách hàng Lưu Thị Tường, số điện thoại đuôi 960 ở đường Bà Triệu luôn ạ. Quý vị khách hàng Lưu Thị Tường, số điện thoại đuôi 960 ở đường Bà Triệu luôn ạ. Thank you.
hẳn ra hai người chuyên check ba rồi. Lá phiếu là chỉ có chuẩn thôi. Phải đúng từng thông tin địa chỉ bao gồm tên này, số điện thoại và tên địa chỉ số điện thoại thì mới được quà. Khách hàng Nguyễn Thị Đào, số điện thoại đuôi 464 ở khu công nghiệp Bắc Sơn ạ. Khách hàng Nguyễn Thị Đào, đuôi số điện thoại là 464 ở khu công nghiệp Bắc Sơn. Vâng. Và lá thăm cuối cùng trong lượt bốc các giải khuyến khích trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Xin được chúc mừng khách hàng Lê Hữu Hạnh, số điện thoại đuôi là 583 ở khu phố 2 Bắc Sơn ạ. Xin nhắc lại quý vị khách hàng Lê Hữu Hạnh, số điện thoại đuôi 583 ở khu phố 2 Bắc Sơn ạ. Vâng ạ, chúc mừng chú. Một năm nhân cuối cùng trong số 20 cái tên đúng không ạ? Chúng phần thưởng đó là một giải khuyến khích, là một bình đun nước siêu thấp, rất tuyệt vời. Tất cả các thông tin đã được kiểm tra rất kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo chính xác và minh bạch. Vâng, xin mời anh Thanh và sẽ đại diện cho nhà thuốc Hoàng Anh sẽ lên trao gửi các phần quà đến các anh chị cô chú chúng phần thưởng. Xin được chúc mừng quý vị khách hàng
Lê Thị Thu. Số điện thoại đuôi là 642 ở khu 3 Bắc Sơn ạ. Số điện thoại của khách hàng Lê Thị Thu đuôi là 5642 tại khu 3 Bắc Sơn. Số điện thoại đuôi 497 ở khu 4 Bắc Sơn, Bình Sơn ạ. Xin được sướng lên khách hàng Nguyễn Thị Hường. Số điện thoại đuôi 6497 ở khu 4 Bắc Sơn ạ. À, từ trên này nhìn xuống là thấy quý vị ở bên dưới trông mặt căng thẳng lắm. À, không biết là nặng cả tên ai đây? Là ông MC đúng nặng cả tên ai đây? À, quý vị khách hàng Lê Trần Khánh Nam. Số điện thoại đuôi 0477 ở khu 3 Bắc Sơn ạ. Xin được nhắc lại, quý vị khách hàng Lê Trần Khánh Nam, số điện thoại đuôi 0477 ở khu 3 Bắc Sơn ạ. Vâng, chúng ta lưu ý là các quý vị khách hàng chúng ta di chuyển từ bên kia sang bên này ấy, thì hết sức lưu ý vấn đề an toàn giao thông ạ. Vâng. Xin được chúc mừng quý vị khách hàng cuối cùng trong lượt bắt đầu tiên của giải 3 trong chương trình ngày hôm nay và nhận ngay cho mình một chiếc đèn sưởi. Quý vị khách hàng Vũ Thị Nhấn, số điện thoại đuôi 9596 ở khu 9 Bắc Sơn ạ. Không biết là quý vị khách hàng đây là Vũ Thị Nhấn hay là Vũ Thị Nhấu ạ. Số điện thoại đuôi là 9596 ở khu 9 Bắc Sơn. Chữ hơi khó đọc một chút ạ. Xin được nhắc lại quý vị khách hàng là Vũ Thị Nhấn hoặc là Vũ Thị Nhấu ở số điện thoại đuôi 9596 ở khu 9 Bắc Sơn ạ. Đây rồi, vâng. Băng qua đường như một vị thần luôn, rất tuyệt vời. Em không biết em đọc đúng tên của chị chưa? Vâng, chị đã xuất trình cho em cái phiếu để kiểm tra vâng. Đúng số điện thoại, đúng địa chỉ, đúng nét chữ luôn ạ. Vâng, check 3 đến thế là cùng. Rất tuyệt vời. Vậy là năm chủ nhân đầu tiên của giải 3 đã tìm ra cái tên chính thức rồi. Và ngay sau đây xin mời anh Thanh. Vâng, anh Thanh tiếp tục tiến lên phía trên sân khấu. Dạ. Tôi có thể khẳng định anh Thanh là người đàn ông đẹp trai nhất cơ sở số 4 của nhà thơ Hoàng Anh. Cho nên là anh rất tự tin để lên trao gửi những phần quà đến các quý vị khách hàng đã may mắn trúng giải thưởng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời các bạn ở ban tổ chức ạ. Chúng ta có thể hỗ trợ dùm ổn định vị trí các em nhỏ phía bên trên một chút nha. Vâng ạ, xin được cảm ơn anh Thanh đã đại diện cho nhà thơ Hoàng Anh trao gửi 5 phần quà giải 3 đầu tiên dành tặng cho 5 quý vị khách hàng rất là may mắn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, có lẽ là tôi sẽ tiếp tục mời một quý vị khách hàng ở bên phía kia đường đi để hỗ trợ ban tổ chức trong lượt bốc thăm này. Hôm nay chị Hoàng Anh mặc áo dài màu xanh, không biết ai tự tin cũng mặc màu xanh mà. Lá cây như chị Thanh nhỉ? À, như chị Hoàng Anh nhỉ? Xin mời bạn mặc áo trắng hình trái tim màu đen đi ạ. Xin mời sang bên này. Xin mời sang bên này hỗ trợ ban tổ chức ạ. Dạ. Rồi, một chiếc áo rất cá tính, chắc chắn là sẽ mang lại rất nhiều sự may mắn cho các quý vị khách hàng đây. Rất tuyệt vời. Dạ. À vâng. Không sao cả. Mọi con đường đều dẫn về thành Rome cả. Các bạn đã bỏ sẵn đường cho đi nhưng mà chúng ta đi đường gập ghềnh đi cho nó uy tín đúng không ạ? Vâng. Mời chị mặc khẩu trang ra, kéo tay lên để sẵn sàng với cả mặc bốc thăm này. Ở dưới kia là khoảng tầm hơn 500 con đôi mắt đang hướng về hành động của chị đây, cho nên là chị cứ tự tin mà làm. Dạ. Chị đảo lên ạ. Bốc trang một lá phiếu rồi. Rồi chị đợi em một tí. Chúng ta muốn bốc qua phía bên này hay là bên này ạ? Phía bên tay phải của MC nhé, bằng phía bốc phía bên này một phiếu cho em. Đó, theo ý cả khán giả nhé, không phải là bọn tôi nhá. Rồi, giờ bốc thêm một phiếu tay trái một phiếu được không ạ? Rồi, chị bốc sang bên này đi ạ. Rồi.
Em xin hơi phiền chị một chút. Ở lên phía trước đây một cái đi ạ. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Và một giá phiếu nữa ở phía đằng sau này đi ạ. Dạ. Đấy là bốc thăm rất là quan tâm đúng không ạ? Đảo tay trái tay phải bốc liên tục. Rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Rồi, chị tên là gì ạ? Vâng, cảm ơn chị Nguyệt rất nhiều và một phần quà dành tặng cho chị Nguyệt. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị đã đến với gala chương trình buổi tối ngày hôm nay. Vâng. Rất là may mắn từ đầu chương trình đến bây giờ là các cá nhân hỗ trợ ban tổ chức bốc thăm thì đều rất suôn sẻ đúng không ạ? Chưa gặp một trường hợp nào mà chúng ta phải bốc lại cả, chứng tỏ là từ hôm qua đến hôm nay ai có phiếu thì đều gì ạ? Đều tham dự trong chương trình gala buổi tối ngày hôm nay cả. Và ba năm giải ba tiếp theo chúng ta sẽ tìm ra chủ nhân ngay sau đây. Xin được chúc mừng các hàng Trần Thị Hoan, số điện thoại đuôi 925 ở tổ 4 khu 9 phường Ba Đình ạ. Xin được sướng tên các hàng Trần Thị Hoan, số điện thoại đuôi 925 tổ 4 khu 9 phường Ba Đình ạ. Xin được chúc mừng quý vị khách hàng Nguyễn Văn Minh, số điện thoại là đuôi 4090 ở khu phố 1 Bắc Sơn, Bình Sơn. Xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Văn Minh, số điện thoại đuôi 4090 ở khu phố 1 Bắc Sơn, Bình Sơn. Số 3 trong lần bốc thứ 2 trong hạng mục giải 3 ngày hôm nay. Quý vị khách hàng tiếp theo may mắn xin được chúc mừng cho quý vị khách hàng nữ có số điện thoại đuôi 2325 ở khu phố 12 Ngọc Trạo, Bình Sơn ạ. Xin được nhắc lại quý vị khách hàng Mai Thị Dung, số điện thoại đuôi là 2325 ở khu phố 12 Ngọc Trạo, Bình Sơn ạ. Nếu như chúng ta nghe thấy tên là giống như người quen của mình, hỗ trợ của ban tổ chức vâng ạ. Xung quanh sân khấu du, vâng ạ. Một quý vị khách hàng nam rất may mắn tiếp theo, chúng được giải ba trong chương trình ngày hôm nay. Có địa chỉ ở khu phố 2, phường Ngọc Trạo ạ. Ai đến từ khu phố 2, phường Ngọc Trạo giơ tay ạ. Khu phố 2 phường Ngọc Trạo ở đây ạ. Cũng khá là đông đấy. Xin được chúc mừng khách hàng Đỗ Văn Hải, số điện thoại đuôi 54 ở khu phố 2 phường Ngọc Trạo ạ. Vâng. Vâng, xin mời quý vị khách hàng di chuyển từ biên giới xa xôi sang bên cầu truyền hình bên này ạ. Dạ vâng. Rất tuyệt vời. Tôi nghe tiếng ồ lên ở bên kia là biết là chắc chắn là người trúng thưởng ở bên đấy rồi. Dạ. Trộm vía thì bây giờ bốc ai là trúng người đấy đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Và cuối cùng giải ba cuối cùng trong chương trình buổi tối gala ngày hôm nay trong khuôn khổ bốc thăm trúng thưởng, xin được chúc mừng cho quý vị khách hàng Đỗ Thị Thu Thủy, số điện thoại đuôi là 603 ở khu phố 3 Bắc Sơn, Bình Sơn ạ. Xin được chúc mừng quý vị khách hàng Đỗ Thị Thu Thủy, số điện thoại đuôi 603 ở khu phố 3 Bắc Sơn, Bình Sơn ạ. Đây rồi, đang di chuyển rất nhanh về phía sân khấu rồi. Rất tuyệt vời. Vâng, quý vị khán giả, chúng ta có thể hồi hộp không ạ? Vâng, số lượng giải thưởng đang càng ngày càng vơi đi rồi. Vâng, và bốc đến đâu là chúng đến đấy đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Và năm gương mặt rất là cả ái đang có mặt ở trên sân khấu chính là năm cá nhân đã giành được năm giải ba còn lại của chương trình ngày hôm nay. Tiếp tục xin mời đại diện của nhà thước Hoàng Anh Thanh sẽ tiến lên sân khấu. Một tràng pháo tay lớn dành tặng cho các quý vị khách hàng đã rất may mắn trúng giải.
phần quà đầu tiên cho chương trình buổi tối ngày hôm nay đã tìm thấy chủ nhân rồi, rất nhanh đúng không ạ? Chúng ta còn tròn 10 giải thưởng nữa, chia thành 3 hạng mục. Và trong hạng mục giải nhì sẽ có 8 giải, mỗi giải là một chiếc nồi chiên không dầu. Wow, giá trị có lớn không ạ? Đang hiện diện ở phía trên sân khấu ở đây. Và Tú dám chắc rằng ở chiếc nồi chiên không dầu này chúng ta đi ra ngoài mua đâu đấy cũng ngon nghe, đâu đấy 700-800 nghìn đổ lên rồi. Một phần thưởng rất là lớn. Và trong 2 ngày vừa rồi thì cũng có xin được bật mí với quý vị bà con cô bác là trong phần bốc thăm trúng thưởng trong 2 ngày vừa qua thì anh Thanh và chị Hoàng Anh thì cũng đã phải giải tán đâu đấy khoảng tầm hơn 30 cái bếp nồi chiên không dầu này rồi đấy ạ. Chứ không ít đâu, nhưng không sao cả, vẫn còn đủ 8 chiếc cho chương trình buổi tối ngày hôm nay đã tìm ra chủ nhân của 8 người. Vì tính chất giải thưởng từ giải nhì đổ lên nó rất là lớn đúng không ạ? Và lắng nghe ý kiến của bạn nghe đài thì trong lần bốc thăm này thì Minh Tú xin phép được mời hai cá nhân độc lập khác nhau. Một người sẽ hỗ trợ ban tổ chức bốc thăm, một lần là 8 một phiếu bốc thăm luôn. Và một người gì ạ? Sẽ hỗ trợ cùng với ban tổ chức để kiểm xem lá phiếu của những người được xuống tên có đúng hay không. Chúng ta có nhất trí không ạ? Minh bạch không ạ? Minh bạch đến thế là cùng đúng không ạ? Xin mời cánh tay của người lớn đi ạ, một anh một chị nào là lớn lớn tuổi. Vâng, xin mời bạn, mời bạn lên đây. Có mời không? Có mời không lên đây? Dạ vâng, mời bạn lên đây. Xin mời bạn mà hỗ trợ ban tổ chức có thể hỗ trợ là các em nhỏ đứng ngồi luôn xuống dưới một chút được không ạ? Em mang vào một trang ra nha. Phiếu của em cất đi. Rồi. Như đã chia sẻ vậy thì chúng ta sẽ rất rõ ràng và minh bạch nha. Một người phụ trách bốc đảo đây, và trong quá trình bạn đảo thì tôi sẽ phổ biến lại một chút là chúng ta sẽ có một người bốc 8 lá phiếu và con nhờ ông sẽ là người cùng với các bạn ở đây check trực tiếp đúng không ạ? Và cùng với cả bạn luôn, chúng ta sẽ check trực tiếp xem là những lá phiếu này tính đảm bảo minh bạch của nó đến đâu đúng không ạ? Rồi, lá phiếu đầu tiên. Một ạ. Hai. Vừa bốc vừa đảo đi ạ. Ba. 4. Bạn nhìn mình này, bạn vừa bốc bạn nhìn mình đi. Đứng nhìn xuống của bạn. 6. 7. 8. Rồi. Xin mời bộ phận của ban tổ chức. Và chúng ta, cả ông và bạn cứ đứng lại đây nhá. Chúng ta sẽ xướng tên từ người một và hai vị khách mời của chúng ta cũng sẽ là người chứng kiến những cái lá phiếu mà tôi sẽ xướng tên ở đây. Xin được chúc mừng cho quý vị khách hàng đầu tiên sẽ mang ngay một chiếc đồ trên không dầu về với gia đình của mình. Khách hàng Vũ Thị Hương, số điện thoại đuôi 273 ở Hà Giang ạ. Xin được nhắc lại khách hàng Vũ Thị Hương, số điện thoại đuôi 273 ở Hà Giang. Hai bạn kiểm tra đúng thông tin chưa? Ông với cả bạn kiểm tra đúng thông tin chưa? Vâng, rồi bạn có thể đưa cho anh kiểm tra bạn. Rồi, lá phiếu này con nhờ ông nhé, ông đọc dùm con. Phiếu 0977272078. Bạn kiểm tra nhá. Xin được chúc mừng khách hàng này là không để địa chỉ này. Khách hàng Nguyễn Thị Hương, số điện thoại 0977272078 ạ. Quý khách hàng này là không để địa chỉ nào. Xin được quý khách hàng nhắc lại, khách hàng Nguyễn Thị Hương, số điện thoại 0977272078 ạ. Không sao cả. Việc của chúng ta là tiếp tục kiểm đếm những lá phiếu này. Rồi, con xin mời bạn không? Xin được nhắc lại ông Nguyễn Văn Sáng 0902251855 ở Phú Sơn, Bắc Sơn ạ. Ông đi đâu mất rồi? Đang hỗ trợ lấy đi vệ sinh. Cái hàng Nguyễn Văn Sáng
số điện thoại 0902 251 855 ở khu Sơn Bắc Sơn ạ. Các bạn sẽ tiếp tục kiểm tra công cuộc này. Chị Nguyễn Thị Hồng, đuôi 4843 ở khu 6 Bắc Sơn ạ. Vâng ạ, chúng ta đã nghe rõ chưa ạ? Chị Nguyễn Thị Hồng, số điện thoại 4843 đuôi ở khu 6 Bắc Sơn. Kiểm tra thông tin luôn. Rồi, tiếp theo. Hoặc là Liên ở khu 10 Ngọc Trạo, số điện thoại đuôi là 9935. Ui, lắp vật ra. Được mặt và mua rất là nhiều phiếu đúng không ạ? Dạ. Xin các bạn một xíu nữa, con nhờ cô đọc cái lá phiếu tiếp theo dùm con. Vũ Thị Huỳnh, à Vũ Thị Thành, 1942. Số đuôi là 158 ở khu 2 Bắc Sơn. Anh đang kiểm tra giùm em. Ok chưa? Ok. Rồi. Có nhiều cô gần chắc cái này nó hơi bị nghe một tí. Rồi cô không đặt thật mắt hơi nghe. Đây là bạn đi. Cái tên này quá đi ạ. Số điện thoại đuôi 999 ở khu 2 Ngọc Trạo còn không nhìn rõ tên ạ. Sao nào, xin mời đại diện của quầy thuốc và xin mời em kiểm tra giùm anh đi. Bởi vì chữ đây bị nghè một chút ạ. Một lá phiếu tiếp theo xin được chúc mừng cho quý vị khách hàng. Xin được chúng ta nghe rõ chưa? Khách hàng Nguyễn Viết Phúc, số điện thoại đuôi là 6836 ở khu phố 2, phường Phúc Sơn, Bình Sơn ạ. Xin kính thưa quý vị và các bác, với lá phiếu vừa rồi hơi bị nhòe thì ban tổ chức tạm dịch nhé. Tạm dịch ạ, là Quỳnh Ruby ạ. Có biết là có bạn Quỳnh Ruby ở đây không ạ? Ở khu 2 Ngọc Trạo ạ. Chúng ta có 5 quý vị khách hàng đã xác định mình được rồi đúng không ạ? Vậy là còn tận là 3 nữa. Vâng. Ở trên tay tôi đây là 2 lá phiếu thông tin đầy đủ nhưng không có ai lên nhận ở thời điểm hiện tại thì xin phép được xuống tên lại một lần nữa nhé. Quý vị khách hàng Vũ Thị Hương, số điện thoại 0347169273 ở Hà Giang. Và quý vị khách hàng Nguyễn Văn Sáng, số điện thoại 0902251855 ở Phú Sơn, Bắc Sơn. Vâng. Xin được nhắc lại một lần nữa và sau khi tôi xướng tên một lần nữa, nếu như không ai lên nhận thì xin phép quý vị và các bạn chúng ta sẽ bốc lại 2 lá phiếu này, có nhất trí không ạ? Nhất trí. Nhất trí nhiều người đẹp vô tay đúng không ạ? Rồi, xin nhắc lại một lần nữa này, khách hàng Nguyễn Văn Sáng 0902251855 ở Phú Sơn, Bắc Sơn và quý vị khách hàng Vũ Thị Hương 0347169273 ở Hà Giang ạ. Có ai không hiểu giơ tay lên ạ? Rồi, tạm thời chúng tôi sẽ bốc lại 2 lá phiếu đúng không ạ? Rồi. Các bạn, đưa cháu lên trên 1 lá phiếu. 1 2 và 3 đi. Tại cái này nó không có đúng, không thông tin. Rồi, tính thêm cả lá phiếu không rõ thông tin thì chúng ta sẽ xác định thêm 3 lá phiếu nữa. Thưa quý vị ạ, cơ hội còn lại với 3 quý vị khách hàng tiếp theo. Vâng ạ, xin được mời ông ạ, ông hộ con.
0968 608 708 79. Ở 108A Trần Phú xin được chúc mừng quý vị khách hàng Hoàng Thị Thảo. Số điện thoại đuôi là 7779 ở 108A Trần Phú. Chuẩn chưa? Chuẩn. Như lên chuẩn luôn. Vâng ạ, là phiếu tiếp theo xin được sướng tên quý vị khách hàng. Trình Thị Thúy, đuôi là 368, Phú Sơn, Bình Sơn. Là vật giả đọc rất rõ ràng đúng không ạ? Trình Thị Thúy, số điện thoại 3 đuôi 368 ở Phú Sơn, Bình Sơn ạ. Bạn đây cả ông kiểm tra dùng nhé. Dạ. Rồi, chuẩn chưa ạ? Rồi, và lá phiếu cuối cùng nhờ thanh niên cùng với ông Nguyễn Thị Hà, số điện thoại đuôi 509252 ở khu 9 Bắc Sơn ạ. Khu 9. Xin được nhắc lại ạ, quý vị khách hàng Nguyễn Thị Hà, số điện thoại đuôi 252 ở khu 9 Bắc Sơn. Vâng, xin phép quý vị bà con các bác, chúng ta cũng sẽ gì ạ? Không công nhận là phiếu bốc thăm này nữa nhá. Vâng, lần này con mời ông đi ạ. Ông bốc thử con mở lá đi. Ông mở luôn để cho bạn của con đọc đi ạ. Và khuyến khích với giải 3 thì bốc rất chân chu, giải bé thì bốc chân chu, đến cái giải hơi lớn một tí đúng không ạ, thì lại có người chê, không hiểu kiểu gì. À đấy ơi, vâng. Chuẩn chưa? Chuẩn chưa bạn? Đây là xem, ok, rất tuyệt vời. Vậy là chúng ta đã tìm ra chủ nhân của 8 chiếc nồi chiên công đầu trong chương trình ngày hôm nay rồi. Vâng, đáng xác nhận cuối cùng là chuẩn rồi. Xin mời hai phần quà dành tặng cho ông và bạn đi ạ. Dạ vâng. Rất vất vả bạn ơi, mình gửi quà này. Hai tình nguyện viên vất vả quá. Vâng. Giờ mình yên tâm nhận quà rồi, u nhỉ. Rất tuyệt vời ạ. Vâng, xin mời chị Hoàng Anh sẽ tiến lên phía trên sân khấu. Vâng ạ. Chào những phần quà rất là có giá trị. Đó là những chiếc nồi chiên không dầu dành tặng cho quý vị khách hàng đang có mặt ở phía trên sân khấu tại đây. Đó là những cô, những chị chúng giải nhì trong chương trình ngày hôm nay. Trong hai ngày vừa rồi cũng có những rất nhiều quý vị bà con cô bác chúng nồi chiên không dầu rồi. Nhưng mà chúng nồi chiên không dầu trong buổi tối hôm nay lên sân khấu lớn thì nó sướng hơn đúng không ạ? Sướng nhỉ? Sướng hơn rất nhiều, rất tuyệt vời. Hàng mấy trăm con mắt ở dưới kia đang đổ xô về phía sân khấu cơ mà. Làm sao cũng sướng cho được đúng không ạ? Dạ, rất tuyệt vời. Vâng ạ, một tràng vỗ tay lớn dành tặng cho 8 chủ nhân may mắn cho 8 giải nhì trong chương trình ngày hôm nay được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn các cô, cảm ơn các cô. À, còn các cô. Rồi, chúc mừng cô ạ. Vâng ạ, vậy là rất là nhanh. Chặng đường mà bốc thăm trúng thưởng trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã đi được đến 95% rồi. Chỉ còn hai giải thưởng lớn nhất thôi. Quý vị có thấy hồi hộp không ạ? Có thấy căng thẳng không ạ? Tôi đứng trên này mà tôi thấy đang toát được cả mồ hôi đây. Thế không biết là chúng ta muốn bốc tiếp hai giải còn lại hay là chúng ta nghe nhạc ạ? À nghe nhạc ạ? Bốc luôn nhầm. Gì mà cắt thế? Bây giờ hai giải lớn này, giải này lớn lắm này, có gì sai lệch là tôi cũng đủ chịu trách nhiệm đâu, cho nên lần này tôi yên tâm đấy, là tôi mời hẳn 3 người lên đây chứng kiến để cho nó máu, được không ạ? Xin mời đâu đó hai quý vị khách hàng ở bên kia đi ạ, bởi vì tính chất giá trị nó rất là lớn, cho nên là
là rất là mong muốn là một anh hoặc một chị nào đó, chứ không phải là các em bé đúng không ạ, là người sẽ hỗ trợ ban tổ chức phía bên vâng, xin mời chị váy đỏ đấy ạ. Vâng, váy đỏ này là rất là tự tin bước lên sân khấu rồi, mời chị luôn. Vâng, xin mời chị đến bên trên sân khấu, cởi khẩu trang đến lên sân khấu. Một người nữa bên này đi nào. Bên này ra đây, có mời cô. Dạ, có mời cô tiến lên bên trên sân khấu đi ạ. Dạ. Mời ba người lên trước kia cho nó cẩn trọng luôn. Đó. Lần lượt là các người đẹp cho xin biết được quý danh ạ. Bạch Phương. Được ạ. Lượt ạ. Chị Tố à? Vâng, chúng ta nghe rất tròn vành do chữ tên và ban cố vấn đúng không ạ? Bây giờ này, ai xung phong đảo nào? Ai xung phong đảo đi? Vâng, chị đảo luôn đi. Đó. Chị đảo xong rồi em nghĩ để cô. Rồi, mời cô. Cô lại đảo đi, bắt nước à bây giờ này. Cô đảo đi xong rồi ban đảo tiếp xong rồi cô mới bắt được không ạ? Rồi. Ba người đảo đi cho nó kinh đi. Rồi. Rồi, bây giờ con kính cô. Cô chọn đi ạ. Cô đang nắm trong tay một chiếc xe đạp đấy ạ. Và con cầm nó cũng khá nặng đây. Nặng ngang chiếc xe đạp đây ạ. Rồi. Con xin phép con mở phiếu để mọi người cùng nhìn qua nhá. Rồi. Cả ba ban cố vấn ở đây xin được chúc mừng chủ nhân của chiếc xe đạp địa hình ngày hôm nay, đó là chị cô Nguyễn Thị Bích Hạnh, số điện thoại đuôi 6340 ở khu 6 Bắc Sơn. Vâng ạ, lâu rồi mới thấy tình trạng là người quen của mình không có mặt ở đây mà mình mừng thế, đúng không ạ? Không ai nhận quà mà mình mừng thế. Ở dưới là rất nhiều ánh mắt đang rất là nôn nóng đây này, muốn là nức lắm ở đây này. Xin được chúc mừng khách hàng Nguyễn Thị Bích Hạnh, số điện thoại đầy đủ là 0947 707 6340 ở khu 6 Bắc Sơn. Chẳng nhé. Dạ, xin được nhắc chị Nguyễn Thị Bích Hạnh lần đầu tiên, lần số 1. Lần số 2, nếu mà không vào đây mà ở nhà thì chắc chắn đang ngắt xì hơi rồi. Vâng, chị Nguyễn Thị Bích Hạnh lần 2,5. Và chị Nguyễn Thị Bích Hạnh, chị buồn cùng chị Hạnh. Vâng, hẹn gặp lại chị vào một dịp gần nhất. Vỗ tay đi ạ, à. Chị Hạnh không có mặt thì chúng ta vỗ tay thật lớn đi ạ. Vâng. Rồi, chúng ta giữ lại lá phiếu này nhé, để lát nữa nếu như không may thì chúng ta sẽ có giải quyết. Dạ vâng, bây giờ đến lượt lại đảo lại một lần nữa đi ạ. Dạ vâng, đảo cho chắc đi. Cô bốc rồi, bây giờ xin phép cô là để chị bốc được không ạ? Cô đảo rồi, chị bốc rồi, giờ đến bạn này xuống đây. Đấy, mỗi người một câu một việc nhé. Vâng. Rồi. Rõ ràng. Rõ ràng, tất cả ba người cùng nhìn nhá. Đó. Nguyễn Trung Kiên, khu 9 Bắc Sơn, số điện thoại tôi là Tứ Quý Mai ạ. Nguyễn Trung Kiên, tôi Tứ Quý Mai ạ. Vâng, xin chào quý vị và các bác, là theo quy định của trong chương trình ngày hôm nay là chúng ta phải đúng chủ nhân đến ạ. Chúng ta không đợi, đúng không ạ? Tôi đã dành khoảng thời gian rồi, đợi chờ mất thời gian của hàng trăm quý vị và con các bác ở đây rồi, sướng tên đến 3 lần rồi đúng không ạ? Nhất trí đúng không ạ? Và một nguyên tắc là phải chính chủ đi ạ, đúng không ạ? Rồi, đồng ý cho tâm trạng lớn đi ạ. Vâng, vậy là xin xác nhận lại một lần nữa, quý vị khách hàng Nguyễn Trung Kiên, số điện thoại đuôi Tứ Quý 2 ở khu 9 Bắc Sơn có mặt ở đây không ạ? Khách hàng Nguyễn Trung Kiên lần số 1. Khách hàng Nguyễn Trung Kiên lần
không ạ? Nhất trí là con vẫn để đây nha, vẫn để đây. Rồi. Các bạn, tôi quý bà con thấy không? Tôi mang ba người lên này, có ý cả. Vất vả phết đấy. Quá tam ba bận này, xin mời ba bà con ở đây cùng nhìn nào. Đây mà, phút đi ở đây mà. Anh ơi, anh đưa cho... À không phải chủ à? Dạ vâng. Không được. Cái gì chúng ta thống nhất là phải nhất quán đúng không ạ? Đồng ý không ạ? Bây giờ nhá là phải đúng chủ nhân nhá. Dạ vâng. Check ba phiếu này, check ba đúng là danh tính này. Ở đây có ai biết chị Lan không nhỉ? Bấm số điện thoại nào, bấm số điện thoại này. Chị có căn cước công dân không ạ? Vâng. Đấy, trông có giống đi phá án không? Một chương trình đúng không ạ? Chúng ta có hỉ nộ ái ố đủ hết. Từ dân ca quan họ đến siếc cho đến là gì ạ? Trinh truyện trinh thám. Vâng, truyện trinh thám. Vâng. Bà con có nhất trí là quán lớn chúng ta phải check kỹ không ạ? Đúng rồi. Đúng rồi. Tôi ơi. Tôi đã bảo là sẽ đạt tin được chủ nhân rồi. Một trang lớn dành tặng bác Việt Nam đi ạ. Vâng, rất tuyệt vời. Và cũng xin được dành một tràng tay thật lớn hơn nữa cho tổ tư vấn tại chỗ được không ạ? Bốc hỗ trợ chúng tôi đến lần thứ tư mới tìm ra chủ nhân rồi. Rất tuyệt vời. Và chắc chắn rồi, một phần quà dành tặng cho cô, chị và bạn đã hỗ trợ quá nhiệt tình. Dạ vâng. Vâng ạ, một chiếc xe đạp. Dạ vâng, gửi cảm ơn bạn nhé. Cảm ơn cô, cảm ơn chị. Và cũng xin mời tổ tư vấn tại chỗ nắn lại sân khấu cùng với chị Hoàng Anh. Và anh xin mời anh Thanh ạ. Anh Thanh hãy tiến về sân khấu được không ạ? Giải nhất mà chúng ta đã trích và kỹ rồi thì giải đặc biệt có trích tương tự không ạ? Thế cho yên tâm nhá. Vâng ạ. Tiếp tục này, tiếp tục này. Lựa chọn ra ba gương mặt gửi vàng này.
nào. Xin mời bạn. Xin mời chị. Mời chị lên luôn. Ok, mời chị lên luôn. Cô đảo trước đi, ưu tiên cô trước. Ui rồi, đảo cái này thì người sau đảo cũng chóng mặc theo mất rồi. Rồi mời chị, ưu tiên phụ nữ đảo trước. Vâng, anh bánh tráng nốt vào cuối cho em đi. Vâng. Ok đi ạ. Thế mà thống nhất là ai chọn một làm thiếu ra nhỉ? Ui rồi, đấy xung phong người ưu tiên. À, bác chọn nhà bác. Vâng, được thế thì cháu cũng dâng cho bác hết. Rồi. Rồi. Cái này nặng này. Nặng thế nhỉ. Để ăn để phần với bác luôn. Tự tin là tốt nhưng mà là đây, tất cả cùng check ba check nhá. Số điện thoại đuôi 7528 ở đền mẫu sòng ạ. Nào nhanh 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 nào. Giải đặc biệt là phải nhanh nhanh. Nào, Nguyễn Thị Đào lần số 1. Nhanh 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 nhanh. Nguyễn Thị Đào lần số 2. Nhanh 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 nhanh. Nguyễn à ôi à đây rồi. Vâng. Cầm chiếc tay điện thoại này là phải check ba đã này. Check ba đã, check ba đã. Không nhận hộ à, không phải đúng không ạ? À, câu giờ à, khách hàng Nguyễn Thị Đào lần ba có không ạ? Xin được bấm tán trường bấm lần nữa, bấm tiếp theo là một trăm lần lớn ạ. À, vâng ạ, ban cổ phần chiến thắng cũng vui bởi vì không phải của tôi đâu. À, lần này à, mời nam nhân đi ra lại để ở đây nhá, để đây này. Số điện thoại đuôi 612 ở Yên Giang, Hoạt Giang, Hoạt Giang. À về đi ngủ rồi, giấc ngủ trị giá một chiếc máy giặt đúng không ạ? Không sao cả, đêm nay mơ thế nào đây, biết mơ về chiếc máy giặt nào. Đinh Thị Thường lần số 1 ạ. Đinh Thị Thường lần số 1. Và Đinh Thị Thường ta trường tại tiêm. Đây, lại mời tổ tư vấn tại chỗ check vào rồi bà này nhá. Cú Thành lên Cú Thành số điện thoại 326 Cú Nam Ba Đình Bình Sơn ạ. Dạ Lê Thị Thu Thanh đuôi điện thoại là 2326 ở khu 53 Đình Bình Sơn ạ. Cứ bình tĩnh, 30 chưa phải là Tết. Nhưng mà mùng 1 thì lại hết Tết rồi. Không hiểu kiểu gì. Đây 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 đây, hai lá phiếu nhá. Xin mời bà con ở tổ tư vấn tại chỗ này check thật kỹ này. Lê Thị Thu Thanh này 0943 552 326, khu 5, Ba Đình. Đúng không ạ? Rất tuyệt vời. Vậy là chủ nhân của chiếc máy ra
chủ nhân rồi. Trộm vía đỡ vất vả hơn giải nhất. Vâng ạ, và ngay sau đây xin mời chị Hoàng Anh và anh Thanh, đại diện cho nhà thuốc Hoàng Anh, sẽ trao phần thưởng đến một phần quà dành tặng cho ban cố vấn ạ, tổ tư vấn tại chỗ quá nhiệt tình luôn, cũng vừa bốc vừa khấn nhưng mà đây khấn cho người khác.